là một người bạn của chúng ta, cho chúng ta sống rất là nhiều những cái cuộc sống ý nghĩa. Mỗi một con người sẽ trở nên giàu có hơn từ kiến thức đến cảm xúc và đến rất là nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Thậm chí có thể nói là mỗi một con người khi đọc nhiều cuốn sách sẽ được sống nhiều cuộc đời khác nhau.